32 nè. Thấy không? Cái trường hợp là vượt quá. Em trai mời mời anh vô đây em cái động. Mời anh đó vô đây. Mời anh đó vô đây làm gì? Vâng, đứng bên này được không? Xe đi hai người. Ba người á. Làm việc đi. Nha. Mời anh ký vô cái phiếu cột của anh. Nha. Xác nhận phiếu của anh. Đây anh ký chỗ này là của anh. Đây là cái ý gì anh? Em phiếu anh mới đo không phải to anh hai nè. Vâng. Nha. Còn đây. Bây giờ anh ký xác nhận đây. Tại sao mày quay lại chuyện chiều này? Đây là anh ta làm chuyên đề mà đây phóng viên của VTV. Anh phóng viên của có bây giờ nha. Nguyên nào? Bây giờ anh đây để chuyện người ta làm anh nên chấp hành đi. Đương nhiên em chấp hành rồi. Nhưng phóng viên nào không nghe bỏ mày quay rồi. Anh không có quyền yêu cầu tao bỏ quay xuống. Đây tao đang làm tác nghiệp mà sao bỏ quay xuống? Bây giờ anh phải chấp hành của tôi. Anh ký vô đây. Nghe không? Anh hiểu không? Chúng tôi không ai nói gì anh hết nha. Mời anh. Bấm cái nút này. Anh đợi em gì? Mày... cầm mấy chi đưa dây luôn. Ban nãy có uống một chút thôi, cũng làm ly bia thì gọi là như anh em nói chung là giải pháp. Tôi ăn cơm với long biên.
Về luật thì đối với người điều khiển phương tiện là ô tô tuyệt đối là không uống bia, nước là trong người không có cồn. Với anh thì người ta thấy anh có thấy cái vấn đề là như thế nào, nó chi tiết rồi cái đấy là không à, tức là về luật về phần là quy định là đối với người điều khiển ô tô thì tuyệt đối là không có cồn, tức là phải không được uống bất cứ một cái gì nào. Thì anh là người dân thì anh thấy cái quy định á, nhưng mà thấy nó sai sót một chút thôi. Thực ra là cũng để đi biển là có sửa đổi. Đi đâu anh cũng nhận ra. Trừ này. Hả? Không, mà chỉ cần đi ra người dân nhận ra thư trần. Đi đâu là cũng nhận ra thư trần đấy. Người dân. Người dân. Đặc biệt những nơi vùng sâu vùng xa, những vùng khó khăn đấy. Yêu mày lắm, yêu mày phóng viên thư trần lắm. Diệp Bình Chánh hả? Xong cái vụ này đi, xong cái này cho lâu. Ủa em bên bán hàng bên quên rồi đó. Pháp luật môi trường anh. Pháp luật môi trường hả? Anh cái gì? Hồ hả? Chiếu gì nữa, thấy như thế còn đòi không thấy đồ như thế nè. Thấy à? Ok. Được chưa? Thấy ăn vài trói chưa? Được, không thấy luôn. Ok rồi. Anh quay phim ơi, cho vé này ít đèn nữa không? km số 05, km số 05, quốc lộ 2, xã Sơn Thế Đông. Sao điện thoại anh sáng có điện thoại xin nói vậy ta? Nói hơn hả? Nói hơn. Đồ sáng thế mà nghiệp. Sáng đi. Đây là biên bản ghi số chứng minh vô. Chạy xe nó mất chứng minh là không, thì tôi đang giữ chứng minh nhân dân với cái bằng lái anh thôi. Đi tài xe phải lấy chứ. Anh đi kêu ra không có giấy tờ xe sao được. Km 05 quốc lộ 2 xã Sơn Thế Đông. Đừng để anh gọi mang cái giấy tờ xe lên. Thank you.
Phương ở không đi mấy cái này đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.